sau đấy. Cái thứ bảy. Cái thứ tám. Cái thứ chín. Cái thứ mười. Mình còn hai cái nữa nha. Mười một này. Sau khi mà mình đã cắt xong, bây giờ mình sẽ vuốt nó ra nha. Sau khi mà mình đã cắt xong những cánh hoa rồi, bây giờ mình sẽ dán nó thành một bông hoa nha. Đầu tiên mình sẽ cắt cái phần nhụy hoa trước. Nhụy hoa mình sẽ làm bằng màu đỏ. Và các bạn sẽ xoay ra cho mình một hình tròn nhé. Giờ mình sẽ dán cái cánh hoa lên. Mình sẽ dán từng cái lên. Đầu tiên mình sẽ dán 6 cái trước. Như thế này nha. Sau đó mình sẽ dán 6 cái xen kẽ.
Như vậy là mình đã dán xong một bông hoa như thế này. Mình sẽ dùng cái tờ giấy màu vàng này để cắt ra ba cái móc treo nha, ba cái sợi giấy. Và mình sẽ cắt nó ra nhé. Sau đó cho mình sẽ gắn hai cái này lại với nhau, ba cái sợi dây này lại với nhau. Như thế này nhé. Giờ mình sẽ gắn lên bông hoa nhé. Vậy là mình đã làm xong một cái bông hoa trang trí màu xanh như thế này rồi. Mình sẽ làm cái phần đầu này lên. Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo. Bye bye.